giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát tài hôm nay, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2024 với những chuyên mục. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật của Đức Tổng giám mục và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe suy niệm tin mừng Chúa Nhật của Đức Tổng giám mục. Kính thưa quý vị, theo thông lệ trong mùa hè, từ ngày mùng 2 tháng 7 cho đến cuối tháng, tất cả các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco sẽ tạm dừng, gồm có các buổi tiếp kiến chung và thứ tư hàng tuần, các buổi tiếp kiến riêng và đặc biệt. Các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha sẽ được tiếp tục trở lại vào tháng 8. Vì lẽ đó, trong các thứ năm hàng tuần của tháng 7 này, chương trình sẽ gửi tới quý khán thính giả các bài suy niệm tin mừng Chúa Nhật của Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tin mừng Chúa Nhật tuần thứ 14 thường niên năm b hôm nay được trích trong tin mừng Marco chương 6 từ câu 1 đến câu 6 đức tổng giám mục dù xe diễn giải thánh Luca kể lại khi nghe Chúa Giêsu làm phép lạ cho hồi sinh người con trai duy nhất của người đàn bà quá dân chúng cảm phục và thốt lên một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và thiên chúa đã viếng thăm dân người những người do thái thông thạo truyền thống cự ước sẽ hiểu khái niệm ngôn sứ mà họ dùng để xưng tụng Chúa Giêsu danh xưng ngôn sứ trước đây chúng ta thường dịch là tiên tri và được giải thích là biết trước Thực ra, ngôn sứ là người được Chúa sai đi để truyền tải giáo huấn và thông điệp của Ngài, ngôn là lời và sứ là được sai đi. Có thể người sai đi là một người uyên bác, nhưng cũng có thể là một người nông dân bình thường như trường hợp ngôn sứ Amos. Chính ông này đã nói, "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò và chuyên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Người hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta." Chi tiết này chứng minh việc loan báo thông điệp của Chúa không hề lệ thuộc vào sự khôn ngoan của con người nhưng là chính hành động của Thiên Chúa. Chính Ngài soi sáng và làm cho vị ngôn sứ trở nên mạnh mẽ can trường, nhiệt thành loan báo giáo huấn của Ngài. Qua các ngôn sứ, lịch sử Israel chứng minh rằng chính Thiên Chúa mới là đấng giáo huấn và điều khiển dân tộc được tuyển chọn. Các vua hay những người lãnh đạo chỉ là những dụng cụ Ngài dùng mà thôi. Trong khi dân chúng tung hô Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại, thì đồng hương của người lại không nhận ra điều ấy. Phúc âm hôm nay kể lại một chuyến thăm quê hương của Chúa Giêsu. Thay vì đón nhận lời giáo huấn của người, họ lại tỉa tót những chi tiết liên quan đến tuổi thơ, về gia đình và họ hàng của người. Những người đồng hương mang nặng thành kiến về Chúa Giêsu và họ dựa vào đó để từ chối những gì người giảng dạy. Sự thành kiến và kiêu ngạo là những vật cản không cho họ nhận ra người là đấng thiên sai. Mặc dù ghi nhận những việc người làm là phi thường, họ cũng chỉ coi người là một người xuất thân từ nghề thợ mộc. Chúa Giêsu đã nhắc lại câu ngạn ngữ dân gian, nguồn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Câu ngạn ngữ này cũng giống như chúng ta thường nói, bụt chùa nhà không thiêng. Cuộc viếng thăm quê hương của người xem ra không có cái kết đẹp. Cũng trong trình thuật song song, Thánh Luca còn cho chúng ta biết thêm, sau khi Đức Giêsu xu trưng dẫn hai nhân vật là Elia và Elisa để ngầm trách họ, những người đồng hương đã kéo người lên đỉnh núi với ý định xô người xuống vực. Xã hội thời nay cũng vẫn có nhiều người mang nặng thành kiến như thời của Chúa Giêsu. Khi nói về giáo huấn của phúc âm và của giáo hội, họ thường dựa vào những sự kiện tiêu cực của giáo hội trong lịch sử để đánh giá không đúng về đạo của chúng ta. Họ chỉ quan sát và đánh giá giáo hội theo cái nhìn thuần túy trần tục, thậm chí bằng sự ghen tương hiểm thù. Chính Chúa Giêsu đã thành lập giáo hội và giáo hội lại bao gồm những thành viên. Trong số các thành viên, có người tốt và có người chưa tốt. Có người lợi dụng giáo hội để làm những điều không đúng. Ánh sáng và bóng tối luôn đan xen trong từng trang của lịch sử giáo hội cũng như lịch sử xã hội. Người tín hữu chân chính cần biết sàng lọc và phân định để đón nhận và sống như con cái của sự sáng. Người tín hữu không chỉ đón nhận đức tin mà còn là những người giao giảng đức tin. Bí tích thanh tẩy trao cho chúng ta ba chức năng, ngôn sứ, tử tế và vương đế. Đức Giêsu cũng có ba chức năng này. Những ai được sức giàu trong bí tích thanh tẩy đều được gọi là kỳ -tô, tức là người được sức giàu. Như thế, mỗi kỳ tô hữu là một ngôn sứ, tức là người được Chúa sai đi để nói lời của người. Như Chúa cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai anh em. Đây là lời của Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ. Vâng, hôm nay Chúa Giêsu vẫn sai chúng ta vào lòng cuộc đời để trở nên muối và ánh sáng. Với nỗ lực cố gắng, chúng ta sẽ góp phần làm lan tỏa những giá trị tin mừng trong môi trường cuộc sống. Chúa Giêsu là vị ngôn sứ đang sống giữa chúng ta, người ban cho chúng ta thần khí của người, tức là Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô quả quyết. Anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Nhờ thần khí hướng dẫn, chúng ta sẽ trở nên con người hoàn hảo trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em. Ơn gọi ngôn sứ là một vinh dự lớn lao nhưng cũng phải trải qua nhiều thử thách. Cuộc đời các ngôn sứ trong lịch sử cứu độ đã chứng minh điều đó. Chúa Giêsu, vị ngôn sứ vĩ đại cũng đã bị chống đối và bị giết chết. Để thực thi sứ vụ cao cả này, Kỳ Tô Hữu cũng phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng Chúa luôn ở với chúng ta và người trấn an chúng ta như người đã nói với Thánh Phaolô: Ơn của Thầy đã đủ cho con vì sức mạnh của thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại tổng giáo phận Hà Nội, một linh mục người Haiti được thả sau vụ bắt cóc ở quốc gia chiến tranh và Vatican ra quy định mới dành cho nhân viên không xăm mình hoặc sỏ khuyên. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại tổng giáo phận Hà Nội. Tại tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Chiều thứ hai, ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, giáo sứ cửa Bắc vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên về dân thánh lễ trọng thể mừng lễ Đức Mẹ Hà Nội, quan thầy thành phố Hà Nội và tức hiệu nhà thờ cửa Bắc. Đức Tổng giám mục Du Xe vui mừng trở lại giáo sứ cửa Bắc để cùng quý cha và cộng đoàn giáo sứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria và cầu nguyện với Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ cho quê hương đất nước Việt Nam, cho Tổng giáo phận và cách riêng cho tất cả mọi người được vững vàng trong đức tin cầu nguyện cho tất cả mọi người, kể cả những ai dù chưa tin vào Chúa Giêsu, chưa được gia nhập giáo hội nhưng có thiện chí sống theo lương tâm ngay thẳng và sống vì lợi ích của mọi người được bình an để cùng nhau xây dựng giáo hội và xây dựng xã hội được tốt đẹp. trong thánh lễ, đức tổng giám mục Dù Xe khẳng định niềm tin vào sự quan phòng đặc biệt Chúa dành cho thành phố Hà Nội khi đã để đức mẹ che chở và gìn giữ thành phố này trong ơn bình an và vì thế thành phố này được gọi là thành phố vì hòa bình. Ngài nhắc lại lịch sử của tức hiệu nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội mà nhà thờ cửa Bắc vinh dự được mang, đặc biệt là sự kiện lịch sử ngày mùng 2 tháng 7 năm 1627. Cha Đắc Lộ đã đến vùng đất Thăng Long vào đúng lễ thăm viếng để nhắc nhớ chúng ta rằng Đức Mẹ đã dẫn đưa các nhà truyền giáo đến vùng đất này để loan báo tin mừng. Đức Mẹ đã đem Chúa Giêsu đến với vùng đất Thăng Long này đã cho ban cho chúng ta tin mừng mà Đức Giêsu chính là tin mừng đầy đủ, ý nghĩa nhất liên quan đến việc nhận sứ vụ. Thứ tư ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua, nhằm ngày lễ kính thánh tôma Tông Đồ, giáo sứ Thụy Phương đã viết thêm một nét son mới trong hành trình đang trưởng thành của mình khi bà con dân sứ được chào đón Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đến chủ tế thánh lễ trao sứ vụ chính sứ cho cha sứ tiên khởi do An Bào Nguyễn Văn Quang. Tháng 11 năm 2021, giáo sứ Thụy Phương được nâng lên cấp giáo sứ với tổng số nhân danh khoảng 1.000 người. Cùng với giáo họ Kitô trực thuộc sau 3 năm đầu tiên duy trì và thăng tiến trong các sinh hoạt đức tin, hội đoàn. Nhận thấy tiềm năng và sự lớn mạnh của cộng đoàn nơi đây, trong dịp thuyền chuyển và bổ nhiệm vừa qua, bề trên giáo phận đã quyết định đặt một linh mục chính xứ về ở tại giáo xứ để trực tiếp coi sóc, giúp cho mọi thành phần dân chúa nơi đây được thêm gần gũi với nhà thờ, nhà chúa, liên quan đến hoạt động giới trẻ. Vào ngày 1 tháng 7, trong niềm vui mừng lễ kính hai thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ, Giới trẻ giáo sứ Bái Xuyên long trọng tổ chức mừng lễ quan thầy và kỷ niệm 11 năm thành lập giới trẻ với chủ đề Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Hơn 600 bạn trẻ đến từ các giáo sứ trong và ngoài giáo hạt Phú Xuyên đã hội ngộ đông đủ tại khuôn viên giáo sứ. Sau giây phút khởi động, các bạn có giờ gặp gỡ hiệp hành với quý thầy Bản Hương và thầy sứ Du Xe qua đề tài Nỗi sợ của giới trẻ trong đời sống đức tin ngày nay. Đúng 17 giờ, cha phó Du Xe Nguyễn Văn Trung, chủ sự cuộc cung linh thánh quan thầy quanh khuôn viên thánh đường giáo sứ sau đó các bạn cùng tham dự thánh lễ mừng kính thánh quan thầy do cha xứ du xe mai xuân thủy chủ sự một linh mục người Haiti được thả sau vụ bắt cóc ở quốc gia chiến tranh trẻ em Manuel San Thiên cha xứ giáo sư Thánh Doan Bautista của Haiti đã được thả sau 4 ngày bị bắt cóc bởi các thành viên băng đảng tấn công thành phố Crestier thuộc Haiti. Sau vụ tấn công vào ngày 30 tháng 6, ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Tổng giám phận Border Prince đã xác nhận việc ngài đã được thả và theo các nguồn tin truyền thông không có khoản tiền chuộc nào phải trả. Người đứng đầu nhóm này được cho là đứng sau vụ hỗn loạn ở đất nước này. Vào tháng 3, ông đã kêu gọi Thủ tướng Ariel Henry từ chức. Tại Restier, các nhóm vũ trang đã đốt nhà và gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng, thách thức sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình do Kenya dẫn đầu đã đến đây chỉ vài ngày trước. Cảnh sát hiện đã giành lại quyền kiểm soát khu vực. Tổng giáo phận bordeaux Prince đã ban hành một thông cáo vào ngày 1 tháng 7, bày tỏ sự phẫn nộ và buồn bã trước tình hình này. Những việc làm trên là đại diện cho một loại giam cầm trong vòng xoáy của cái ác đang kìm kẹp xã hội Haiti. Thông cáo lên án những gì đã xảy ra trong vụ tấn công lên án những hành vi bạo lực chết người không thể diễn tả thành lời. Bên cạnh đó, thông cáo cũng ca ngợi cha người không bao giờ từ bỏ cộng đồng mà ngài phục vụ và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tổng giáo phận Bó Độc Prince cũng cho biết, vụ việc cho thấy một số khu vực của vùng đô thị Bó Độc Prince vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh công cộng và điều này tái khẳng định sự gần gũi với tất cả các nạn nhân và gia đình của họ. Thông cáo nhắc lại nhu cầu cấp thiết đối với các cơ quan nhà nước trong việc khẩn trương hành động để chấm dứt tình trạng bạo lực này và tái lập quyền được sống trong nước. Vatican căng ra quy định mới dành cho nhân viên không xăm mình hoặc sỏ khuyên. Với việc ban hành các quy định mới, đức Thánh Cha Francisco đã nêu rõ rằng nhân viên của nhà thờ Thánh Phaero phải tuyên xưng đức tin công giáo, mặc trang phục lịch sự và phù hợp, không được xăm mình hoặc xỏ khuyên lộ liễu cùng một số yêu cầu khác. Văn phòng tòa thánh đã công bố một biên bản do Đức Thánh Cha Phan Cô ký về quy chế và quy định của Hội đồng Vương cung Thánh đường Thánh Phaero tại Vatican, trong đó xác định các tiêu chuẩn cho đội ngũ nhân viên của Fabric of Saint Peter, đơn vị chịu trách nhiệm bảo tồn và duy trì Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Tất cả nhân viên phải tuân thủ, bao gồm cả những người được gọi là Sambietrini, những người phụ trách việc tiếp nhận, giám sát, vệ sinh và bảo trì vương cùng thánh đường Vatican. Tài liệu được công bố vào ngày 29 tháng 6 quy định rằng nhân viên phải chăm sóc vẻ ngoài của mình theo yêu cầu và phong tục của môi trường làm việc. Do đó, Đức Thành Cha đã quyết định rằng cấm xăm hình lộ liễu trên da và sỏ khuyên. Tương tự như vậy, nhân viên phải mặc trang phục lịch sự phù hợp với hoạt động mà họ sẽ thực hiện, Họ cũng bắt buộc phải tuyên xưng đức tin công giáo và sống theo các nguyên tắc của đức tin này, cũng như chứng minh rằng họ đã kết hôn trong giáo hội bằng cách xuất trình giấy chứng nhận kết hôn theo giáo luật. Họ cũng phải cung cấp giấy chứng nhận rửa tội và thêm sức và chứng minh rằng họ không có tiền án. Các thành viên của đội ngũ Pháp Rích cam kết tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và tôn giáo mẫu mực ngay cả trong cuộc sống riêng tư và gia đình, theo giáo lý của giáo hội. Nhân viên được yêu cầu phải cư xử lịch sự khi làm nhiệm vụ, tôn trọng nơi linh thiêng và hành động đúng mực với người khác và quan tâm đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, sẽ đặc biệt chú ý đến việc tuân thủ bí mật giáo hoàng theo các quy định hiện hành. Nếu không có sự cho phép trước của vị linh mục phụ trách vương cung thánh đường, không ai được phép đưa ra tuyên bố và phỏng vấn, ngay cả thông qua các công cụ và nền tảng kỹ thuật số liên quan đến con người, hoạt động, môi trường và hướng dẫn của Fabric. Hơn nữa, Điều 10 quy định rằng nhân viên có nghĩa vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật và sẽ không thể cung cấp cho bất kỳ ai không có quyền được biết thông tin về các sự kiện hoặc tin tức mà họ biết được do công việc hoặc dịch vụ của mình. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!